Xin chào mọi người, xin mời mọi người cùng tham khảo đồ nghề đi giải trí và đi kiếm cơm kiếm canh. Cái đồ này là gọi là cái xúc, cái vợt đây này mà đi xúc cá suối hoặc là xúc cá ở sông rất là hợp lý. Sông suối kênh rạch đều dùng được hết cái loại này. Loại này là loại lỗ bé thôi. Con tép cũng được, tôm tép, cá bống được hết. Ở suối có cả con nòng nọc các thứ, con rết nước đều được hết các cái loại này. Các cái ấu trùng ở suối, côn trùng ở suối là đều được hết. Sông suối xúc cái này rất là đẹp luôn. Con loại này thì lỗ to hơn tí này mọi người. Ai có nhu cầu đi giải trí hoặc kiếm canh ở sông suối đồ ăn sạch thì liên hệ tôi nhé. 0977662447 nhé. Tôi là Tuần ở Mường Lát Thanh Hóa này. Các cái vợt này, các cái xúc này. Này thì lỗ to hơn, lỗ to ở cái thân trên nhưng mà đáy thì cũng nhỏ thôi, lỗ bé thôi. Đây là các cái giỏ để đựng nha. Khi đi xúc đựng cá vào đây, tôm tép vào đây. Vâng. Có lại 4 góc, 3 góc. Này anh em đi xúc để đựng cá, tôm tép hoặc là đi câu. Đi câu cá suối đeo cái này bên hông quá đẹp luôn đấy. Đây các cái đồ nghề để đi giải trí sông suối. Đây là các cái giỏ để đựng cá, nhiều mẫu lắm, nhiều mẫu đẹp lắm. Thì cá suối là thoải mái, này đựng được khoảng trên 2 cân này, trên cái to này. Còn các cái này nhỏ này khoảng cân hơn cân. Ngay ông nhà đó, đây các cái chài nhỏ này, thì còn cá suối này, cá sông, cá suối lấy cá nhỏ rồi. Đây, lấy cá bống, cá to chơi loại này. Rồi, xin chào mọi người nha. Quay clip ngắn cho mọi người xem tham khảo.